Xin chào tất cả các bạn. Ở video này mình sẽ giới thiệu hướng dẫn các bạn một số cách để chúng ta có thể tạo ra một cái symbol khi chúng ta thiết kế mạch trên phần mềm sưới của Electrical. Ở trong phần mềm thì cũng đã hỗ trợ chúng ta một bộ thư viện symbol cũng khá đầy đủ. Nhưng một số cái trường hợp chúng ta cần phải thiết kế riêng chúng ta một cái số cái symbol khác thì chúng ta cần phải thực hiện tạo ra một cái symbol mới, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ giới thiệu mọi người cái cách để chúng ta tạo ra một cái symbol mới. Cách đầu tiên thì mình giới thiệu mọi người là chúng ta sẽ vào library, rồi chúng ta vào phần symbol manager, đúng không ạ? Ở đây thì mọi người có thể thấy là có nút new ở đây, thì chúng ta sẽ lựa chọn đến một class mà chúng ta muốn tạo symbol. Sau đó chúng ta sẽ chọn new, chúng ta tạo ra một symbol mới, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ tạo một cái giả sử mình sẽ tạo một cái button, symbol button mới, thì mình sẽ lựa chọn class button, rồi mình sẽ chọn new. Chọn new thì một cái cửa sổ property hiện ra thì mọi người sẽ điền những cái thông tin cho cái symbol, đúng không ạ? Thì ở đây mọi người có thể điền cái tên symbol, đúng không ạ? Mình sẽ đặt là NO button. Rồi mọi người sẽ điền những cái thông tin ở đây. Sau khi điền thông tin xong thì mọi người sẽ chọn OK. Và đây thì nó đã tạo ra chúng ta một cái symbol mới. Nhưng hiện tại thì chúng ta chưa thực hiện vẽ những cái hình vẽ thì cái symbol nó vẫn đang bị trống, đúng không ạ? Để chúng ta sẽ lựa chọn những cái symbol chúng ta vừa tạo và chúng ta chọn Open. Và đây là cái cửa sổ để chúng ta vẽ tạo ra cái new symbol. Và ở đây thì mọi người thao tác thực hiện vẽ như trên môi trường CAD 2D, đúng không ạ? Và cũng thực hiện những cái tập lệnh vẽ, đúng không ạ? Vẽ line, đường cong như rectangle chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thực hiện vẽ trên môi trường 2D. Và sau khi vẽ thì chúng ta sẽ thực hiện điền những cái thuộc tính cũng như là những cái điểm kết nối cho cái symbol của chúng ta, đúng không ạ? Thì để vẽ một cái symbol nhưng mà điền những cái thông tin cho cái symbol thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người. Còn ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người những cái cách để chúng ta có thể tạo ra một cái symbol mới, đúng không ạ? Thì ở cái cửa sổ này thì chúng ta sẽ thực hiện vẽ một cái symbol mà những cái hình vẽ mà chúng ta muốn thể hiện. Sau khi vẽ xong và điền những cái thuộc tính cũng như là các điểm kết nối thì mọi người sẽ đóng lại close và chúng ta sẽ thực hiện yes, đúng không ạ? Để chúng ta lưu cái symbol vào trong thư viện của chúng ta. Rồi, đấy là cách thứ nhất để chúng ta tạo ra một cái new symbol. Và đây mình sẽ giới thiệu mọi người cách thứ hai. Cách thứ hai thì chúng ta cũng vào phần symbol manager. Cách thứ hai này chúng ta sử dụng cái tính năng copy paste, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta sẽ chỉnh sửa một cái symbol ở trong cái thư viện symbol của chúng ta thành một cái new symbol thì mọi người chỉ cần việc copy cái symbol muốn chỉnh sửa và chúng ta paste tạo ra một cái new symbol mới, đúng không ạ? Giả sử như cái symbol này mình sẽ lựa chọn và mình sẽ chọn copy. Rồi sau khi copy xong thì chúng ta sẽ paste luôn nó trong cái class thư viện này. Chúng ta sẽ chọn paste
thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái new SimPoint giống y hệt cái SimPoint mà copy đúng không ạ? Rồi. Và để chỉnh sửa thì chúng ta cũng phải open ra, nó sẽ lựa chọn và open, và trong cái cửa sổ edit này thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn edit cái SimPoint mà chúng ta muốn tạo đúng không ạ? Bằng cách chúng ta cũng thực hiện bằng cách tập lệnh trên môi trường S2D. Sau khi edit xong thì chúng ta cũng close lại và chúng ta đã có một cái new SimPoint mới hoàn toàn, và chúng ta cũng có thể insert bằng cách vào tập lệnh insert SimPoint. Button đây là một SimPoint mới tạo ra đúng không ạ? Đã hoàn toàn có thể insert ra được. Đó. Và cũng có những cái thông tin tương tự với những cái SimPoint khác đúng không ạ? Đó là cách thứ hai để chúng ta để tạo ra một cái SimPoint mới. Và cách thứ ba mình sẽ giới thiệu là chúng ta sẽ tạo một cái new SimPoint bằng một cái SimPoint có sẵn trên sơ đồ đúng không ạ? Giả sử mình sẽ tạo một cái SimPoint mới từ một cái SimPoint động cơ 3 pha này đúng không ạ? Mọi người lựa chọn SimPoint và kích chuột phải. Rồi, mở đây và mọi người vào SimPoint này. Chúng ta sẽ chọn Add to Library. Ở đây thì nó sẽ có một số cái tùy chọn đó. Là đó, thứ nhất là nó sẽ tạo ra một cái new SimPoint, đây là cách mình sẽ hướng dẫn mọi người. Hai là update SimPoint ở trong thư viện đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ lựa chọn để tạo ra một new SimPoint thì chọn, mọi người chọn create a new SimPoint. Rồi. Và chúng ta cũng tiếp tục điền những cái thông tin cho cái SimPoint mà chúng ta muốn tạo đúng không ạ? Sau khi chúng ta điền xong thông tin chúng ta sẽ kích chọn OK. Rồi. OK xong thì cái cửa sổ Edit SimPoint cũng sẽ hiện ra để chúng ta thực hiện edit đúng không ạ? Sau khi edit xong chúng ta close và new nó lại vào trong thư viện. Và chúng ta cũng có thể insert đúng không ạ? Và cách vào insert. Và có một cách tiếp theo mình sẽ giới thiệu mọi người như cách này là chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta sẽ download cái SimPoint từ trên cái trang web Electrical Content Portal đó, chúng ta sẽ download những cái SimPoint Macro từ trên trang web theo cái manufacturer pack đúng không ạ? Chúng ta sẽ mọi người cách mọi người vào content portal ở đây, hoặc là chúng ta sẽ vào phần help và chọn Electrical Content Portal. Ở cách này thì mọi người lại cần phải có một cái tài khoản vào portal nhé. Đó, chúng ta cần có tài khoản. Đây thì chúng ta sẽ vào được trang Electrical Content Portal để chúng ta download những cái bảng cũng như là những cái SimPoint theo cái manufacturer bảng mà chúng ta sử dụng đúng không ạ? Ở đây mình có tài khoản thì mình sẽ đăng nhập vào. Rồi, sau khi đăng nhập vào thì mọi người sẽ vào đây và chúng ta sẽ tìm kiếm cái thiết bị, những cái manufacturer part nào mà chúng ta muốn sử dụng. Đúng không ạ? Và mọi người lưu ý là chúng ta sẽ tìm kiếm đến cái thiết bị part mà nó có hỗ trợ cái SimPoint này nhé. Đó. Những cái part nào mà nó sẽ hỗ trợ cái biểu tượng SimPoint này thì khi chúng ta download về thì nó cũng sẽ có cái SimPoint của chúng ta.
Ví dụ mình sẽ tìm đến một cái biến ẩn của hãng NS đúng không ạ? Đó, mọi người có thể thấy là chúng ta sẽ tìm kiếm đến những cái bảng nào mà có hỗ trợ phần SimPoint này thì nó sẽ hiện ở đây đúng không ạ? Còn một số cái bảng khác thì nó sẽ không hỗ trợ cái SimPoint, thì khi chúng ta lao về thì chúng ta sẽ không có cái SimPoint để chúng ta sử dụng đúng không ạ? Đó, đó là một cách nữa để chúng ta có thể thêm cái SimPoint vào trong sơ đồ bản vẽ. Cách chúng ta sẽ lên trang web electrical content portal này, và chúng ta sẽ download cái manufacture bảng mà hỗ trợ SimPoint về để chúng ta sử dụng cái SimPoint nó. Đây là những đây là cái kiến thức mình chia sẻ mọi người về cách chúng ta tạo ra new SimPoint. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.